ghế nóng cuộc thi Mr. Việt Nam 2019. Xuất hiện tại cuộc thi, Trương Ngọc Ánh diện vest màu hồng kết hợp cùng giam sút tun đen toát lên hình ảnh mạnh mẽ. Quyền lực của một nữ giám khảo, Trương Ngọc Ánh chia sẻ, khi nhận được lời mời làm giám khảo Mr. Việt Nam 2019, chị đã nhận lời ngay bởi mối duyên rất đặc biệt. Đó là 10 năm trước, Trương Ngọc Ánh cũng đã từng ngồi ghế giám khảo Mr. Việt Nam, không chỉ đến với Mr. Việt Nam 2019 ở vai trò giám khảo. Trương Ngọc Ánh còn đặc biệt mang cặp mắt xanh của mình đến để chọn những ứng viên triển vọng cho dự án phim điện ảnh mà chị đang ấp ủ trong thời gian này. Theo Trương Ngọc Ánh, với sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt hiện nay, thì các nhà sản xuất như chị liên tục đi tìm kiếm những gương mặt mới và cuộc thi Mr. Việt Nam 2019 đã tạo thuận lợi cho chị tìm kiếm ứng viên cho mình. Đồng hành cùng Trương Ngọc Ánh trong buổi cắt tinh là trưởng ban tổ chức, hoa hậu áo dài, đàm lưu ly, Miss Universe Việt Nam 2013, Trương Thị Mai, diễn viên, anh Dũng sống chung với mẹ chồng nam vương ngọc tình trưởng ban tổ chức cuộc thi